Ở đây sâu không? Sâu hả? Nhảy xuống được không? Ôi trời ơi, sâu dạ, sâu lắm. Trời ơi, ở đây thôi chứ nó bơi khiếp như con nhái à. Rồi mất tâm mất tích luôn. Đây đi. Rồi đem xuống cho ở đây một ít đi. Cái bị cái bao ấy, đừng lấy cái bị. Bỏ cái bị lên xe nó chảy hết trời à. Không chảy đâu, bỏ cái bị lên cái bị cho cái bao này đi. Cái bẹt ha, để lấy cái bẹt. Ủa, cô cái mạch vậy là nó bị gì con? À, là mình đi đi rừng đồ nó bị hay là sao, hay là mình bị từ nhỏ con? Đây nè, đây nè em. Đây nè. Em có lông chị giùm em ấy. Em cho nó 200 ngàn cho anh. Rồi rồi.
Trường bây giờ nó xin nè. Ồ, lấy chị bấm túi là thấy không? Cái gì? Con nói cái gì? Anh ấy có thể ăn á. Bánh à? Phải không? Ăn ăn á. Áo quần. Được không? Còn cái xe đồ nên mấy anh này. Chị ơi, gạo chị. Bây giờ hết gạo chị à. À, cây cây găm vô đây. Đưa cây găm mấy anh. Găm vô luôn vậy luôn hả? Lúc đó công nhận là mưa. Mưa là mưa, bữa đó mình đúng mưa, đúng khổ mà đúng vui mà đúng đẹp luôn á. Cái gì vậy? Mưa chưa? Đúng rồi, găm vậy á. Mấy chị em mình ngầu trời đất đất. Trời tình yêu lớn. Có ngay em nhìn con kinh thò á. Thấy rồi, thấy nó chung. Con kinh thò nó nhắn bà màu đó, yêu mày lắm á. Ăn được chào. Con nghĩ này nó này chịu. Bây giờ tôi ông muốn tôi lên. Ok. Lấy cái cục đá đi lại chưa? Đó. Để coi cục đá nữa anh. Lấy cho cái tầm nó ngồi đó. Nó rớt vô đây á. Đây. Đây nè. Tầm nó ngồi xin bự chở chị. Điện thoại của ổng ngồi đây, điện thoại mình quay á. Chở chị á, chị biết chưa mà. Chị gì tăng nhậu. Vì nó không có cháy. Trời bán luôn hết trời chị vậy nha. Bây giờ là còn sinh nam nữa. Mày đi đi. Em không chịu được mấy lạnh. Ê, chờ. Vậy là bây giờ em về trước không? Không, có về trước.